Vạn Phúc ngay lúc này nha anh em nhé. Như phố đi bộ chẳng tiền. Đông vui chưa? Hàng Vạn Phúc buổi tối anh em nhé. Đây là một góc nhánh của trong một ngõ của hàng Vạn Phúc, rất đông vui náo nhiệt, check in chụp ảnh rầm rộ. Nam thanh nữ tú, bà già con nít các kiểu hết.